Rồi. Đúng 8 kg. Gần 1 phút anh em. Với dòng máy 50 lít anh em ghê không? 50 lít là có nghĩa. Xin chào anh em đến với kênh Máy móc Việt Nam. Em là Ngọc Lan bên công ty Máy móc Việt Nam. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng máy Deadton. Dòng này là dòng máy nén khí không dầu 4 ngựa nha. Dòng này rất là mạnh mẽ luôn. Anh em rất là nhiều anh em ưa chuộng cũng như là nhiều anh em tìm kiếm nó rất là nhiều, nhưng mà nó rất là khan hiếm nha. Đó, thì dòng này là dòng Deadton 4 ngựa nha anh em. Anh em thấy hai cái đầu không? Hai cái đầu này nếu mà anh em đã xài cái dòng DK 3930 của Deadton rồi á thì anh em sẽ biết được là cái đầu của nó giống y như cái con 3930 và nó có hai đầu, có nghĩa là nó gấp đôi lên anh em nha. Đó, anh em nhìn rõ không ạ? Đây, anh em nếu mà nhìn vô bên trong cũng thấy được là 100% là lõi đồng. Anh em nhìn vô bên trong cũng thấy được là một cục đồng rất là lớn luôn. Đó, nhìn vô là thấy thôi, anh em về sử dụng là thấy liền luôn. Là dòng Deadton thì anh an tâm, dòng 100% lõi đồng chứ không phải là dòng lõi nhôm nha. Cho nên mình xài mình an tâm mình sử dụng. Đó, dòng này thì dòng 4 ngựa lên hơi cực kỳ nhanh luôn. Tí nữa em sẽ test cho anh em xem cái độ lên hơi của nó nha. Đó, tay cầm cũng rất là chắc chắn nha. Tay cầm rất là chắc chắn. Đó, có hai đầu ra cho mình luôn. Để khi mà mình xài ví dụ như anh em phun sơn hay gì đó cần hai đầu ra cho hai người thợ, rất là tiện lợi luôn ha. Có cái vàng, nó dùng vân một chiều nha anh em. Nó dùng vân một chiều. Cái chắn ba của nó cũng rất là cứng cáp. Đó, cứng cáp như vậy để anh em mới xài được hai đầu ra. Nhiều anh em mua cái dòng á có một đầu ra rồi, xong anh em mua về cái đầu mà kéo ra hai bên á. Nói chung là như vậy cũng được nhưng mà nó sẽ không bền con máy. Còn cái con này nó đã có sẵn hai đầu ra rồi, cho nên khi đó mình xài rất là an tâm ha. Đây là cái van an toàn này anh em. Khi mà mình xài cái máy nén khí bình thường là 8 kg lên hơi, nhưng mà tự nhiên 8 kg xong nó không có ngắt gì hết trơn, thì cái van này nó sẽ hỗ trợ anh em để không làm cho con máy mình nó bị hư hay là bị cháy ha. Đó, là cái này là khi cái đồng hồ của mình nó hư hỏng thì mình cái van một chiều này nó mới phát huy tác dụng nha anh em. Cái van an toàn này nó mới phát huy tác dụng. Có hai cái đầu ra cho anh em, có sẵn luôn hai cái đầu chuyển để anh em về chỉ cần mình mua cái dây hơi á, mình mua dây hơi về mình xài thôi ha, rất là tiện lợi luôn. Đó, rồi giờ mình đi tới cái này đi ha. Anh em nhìn nè, con này á là DK 5950, hiện tại trên thị trường có hai dòng Deadton để y chang mã luôn, nhưng mà một dòng á là đầu thấp tua nhanh và một dòng là đầu cao tua chậm. Bên Máy móc Việt Nam đang bán là đầu cao tua chậm nha anh em. Nó trên nhau tầm 200-300 ngàn á, nó tầm 200-300 ngàn. Dòng này là dòng đầu cao tua chậm nha, đầu rất là cao luôn. Khi mà nó có cái đầu cao như vậy á thì nó sẽ có nhiều cái lỗ thông khí để khi mà mình con máy thì mình xài á nóng quá nó sẽ thoát hơi ra, làm cho con máy mình xài bền hơn rất là nhiều nha anh em. Đó, cho nên là nhiều anh em rất là ưa chuộng cái dòng đầu cao tua chậm như thế này. Nó có cái 4 cái bộ e để khi mà mình xài á nó làm cho con máy thứ nhất là nó chạy êm hơn, và thứ hai là trong không khí mình cũng rất là nhiều bụi bẩn, khi nó vô con máy nó sẽ không tốt cho máy, thì cái này nó sẽ làm tốt cho máy mình hơn, mình xài sẽ ổn định hơn ha. Đó, 4 cái bộ e làm cho con máy mình chạy. Đó, cho nên là nó chạy êm hơn rất là nhiều khi mà mình xài dòng có dầu nha anh em. Dòng có dầu thì nhiều anh em đi công trình thì rất là phù hợp, nhưng mà khi mà mình xài những chỗ như là cao tầng, nhà chung cư cần êm ả thì mình lấy cái dòng này là cực kỳ phù hợp cho anh em luôn nha. Và dòng không dầu đối với năm 2021 này là Máy móc Việt Nam thấy anh em cũng rất là nhiều ưa chuộng về cái dòng không dầu này, tại vì nó được cái nó rất là lên hơi nhanh hơn so với dòng có dầu và nó chạy êm hơn. Đó, nó đang là xu thế của thời đại 2021 nha anh em. Đó, bây giờ em nói sơ về cái model của nó ha. Hồi nãy giờ em cũng nói rồi, nó là DK 5950. Đó, nhưng mà trên thị trường có hai dòng, là một dòng đầu thấp tua nhanh và một dòng đầu cao tua chậm.
Đó, thì máy móc Việt Nam đang bán là đầu cao tua chậm nha anh em, cho nên giá cả nó mắc hơn so với thị trường. Anh em xem kỹ giúp em nha. Đó, thì mẫu mã của nó là DK5950. Con này thì nén 8kg nha anh em, nén 8kg. Dòng này thì là 3000W, 50 lít nha anh em, 50 lít. Đó. Model của nó là model 2021 rồi, khỏi nói rồi. Rồi, bây giờ em sẽ test thử cho anh em xem cái độ lên hơi được bao nhiêu giây để mình xem thử là con máy này quá ok cho mình sử dụng không ha. Bây giờ em sẽ bấm nút bắt đầu và cho máy chạy ha. Đây anh em. Chuẩn bị lên 8kg rồi đó anh em. Rồi. Đúng 8kg. Gần 1 phút anh em. Với dòng máy 50 lít, anh em ghê không? 50 lít là có nghĩa là nó rất là lớn luôn, mà lên hơi có tầm chưa tới 1 phút luôn. Có 57 giây, phải không? 57 giây. 57 giây, anh em thấy kỹ không ạ? Đó. Một dòng máy cực kỳ ok cho mình luôn ha. Anh em nào mà thợ sơn hay là đi công trình, nói chung là em bao hết. Anh em nào mà mình, nói chung là bên em thì chuyên máy hàn. Anh em nào mà xài kích 40, 60, con này vô tư luôn. Đó. Thì đối với cái dòng máy này, hiện tại máy móc Việt Nam đang phân phối là 4.990.000. Và chuẩn bị giá nó sẽ tăng lên nữa. Đó, thì anh em nào mà có nhu cầu thì cứ gọi cho em vào số 0902487643 hoặc là số hotline bên trên để bên em chốt đơn cho anh em cái con máy này nha. DK5950, giá cực kỳ hời luôn anh em ơi. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh để xem những video tiếp theo của Ngọc Lan cũng như máy móc Việt Nam ra những video tiếp theo nha. Xin chào, tạm biệt anh em.